quý vị, hiện tại thì chúng tôi đang có mặt tại chung kết giải chạy báo Hà Nội mới lần thứ 49 vì hòa bình năm 2024. Không khí ở đây thì đang nóng hơn bao giờ hết và tất cả các vận động viên đều đang cố gắng để có thể hoàn thiện được chặng đua của mình. Sáng ngày 29 tháng 9, Ủy ban Nhân dân thành phố Hà Nội tổ chức chung kết giải chạy báo Hà Nội mới mở rộng lần thứ 49 vì hòa bình năm 2024, tiếp tục chào mừng kỷ niệm 70 năm ngày giải phóng thủ đô, mùng 10 tháng 10 năm 1954, mùng 10 tháng 10 năm 2024. Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân thành phố Hà Nội Vũ Thu Hà phát biểu khai mạc. Tại buổi lễ, đồng chí Nguyễn Ngọc Kỳ, Chủ tịch Hiệp hội các tổ chức hữu nghị thành phố Hà Nội, lan tỏa thông điệp của hòa bình, tình yêu thương, sự sẻ chia trong khó khăn với tinh thần lá lành đùm lá rách. Hòa bình, hai tiếng thiêng liêng với dân tộc Việt Nam nói chung và nhân dân Hà Nội nói riêng, cũng như toàn thể nhân dân thế giới. Trong sự nghiệp đấu tranh giải phóng dân tộc, thủ đô Hà Nội đã từng là thủ đô của lương tri và phẩm giá của nhân loại. Hãy cùng với chúng tôi sát cánh bên nhau, lan tỏa thông điệp của hòa bình, tình đoàn kết, tình yêu thương, sự chẻ chia trong khó khăn với tinh thần lá lành đùm lá rách và cùng nguyện cầu bình an đến với nhân loại trên toàn thế giới. Chung kết cấp thành phố giải chạy báo Hà Nội mới mở rộng lần thứ 49 thu hút sự tham gia của 1.500 vận động viên trong và ngoài nước cùng các đoàn vận động viên đến từ các tổ chức, quận huyện trên địa bàn thủ đô Hà Nội. Giải chạy báo Hà Nội mới tiếp tục khẳng định là một trong những giải đấu giàu truyền thống của làng điền kinh Việt Nam. Thông qua giải chạy lần này thì mình cũng muốn là có thể được giao lưu các bạn thêm với bạn bè quốc tế này, các bạn bè trong khu vực, các bạn trẻ đặc biệt là độ tuổi như mình ấy, thì hãy cố gắng tập thể dục thể thao càng tốt để cho sức khỏe mình. Mình có sức khỏe thì mình mới làm được mọi thứ. Công việc vì hòa bình thì ở đây có tất cả các nước nên là mình mong là mọi người đều chung sống hòa bình với nhau trên để cho cái trái đất này đẹp hơn. Cuộc thi chung kết giải chạy báo Hà Nội mới mở rộng lần thứ 49 vì hòa bình năm 2024 đã diễn ra thành công tốt đẹp. Theo đó, đã tạo không khí ngày hội thể thao sôi động, góp phần làm phong phú đời sống tinh thần của các tầng lớp nhân dân.